Trân trọng kính mời Thạc sĩ Lê Nhật Minh báo cáo chủ đề lấy máu xoang tĩnh mạch đá dưới trong chẩn đoán hội chứng cơ sinh, báo cáo các lâm sàng và tổng quan về y văn. Dạ kính thưa quý thầy, chúng tôi đoàn kính thưa anh, quý anh chị em đồng nghiệp. Dạ, em là bác sĩ Minh, từ khoa chẩn đoán bệnh viện Chợ Rẫy. Thì hôm nay em xin trình bày báo cáo với chủ đề là lấy máu xoang tĩnh mạch đá dưới trong chẩn đoán hội chứng cơ sinh. Thứ nhất giới thiệu, hội chứng cơ sinh là một cái biểu hiện lâm sàng rối loạn toàn thân và tổn thương đa cơ quan. Nguyên nhân là do quá trình tiếp xúc với lại cái nồng độ cortisol cao trong máu và kéo dài, thì tổn thương là phong phú đa dạng và liên quan tới nhiều cơ quan. Liên quan tới thần kinh như là thay đổi các cái biểu hiện liên quan tới thần kinh, tăng huyết áp, tiểu đường, tổn thương gan, thay đổi hình dáng cơ thể, tổn thương cơ xương khớp và bệnh lý da liễu vân vân. Thì theo các cái hệ thống phân loại thì người ta chia bệnh lý hội chứng cơ sinh thành nguyên nhân nhóm nguyên nhân ngoại sinh và nội sinh. Trong đó ngoại sinh thì liên quan tới những nhóm bệnh nhân mà sử dụng các cái thuốc chế phẩm mà có chứa corticoid kéo dài, thì người ta thống kê là khoảng 1% những cái nhóm bệnh nhân này thì phát triển hình thành các cái triệu chứng liên quan tới hội chứng cơ sinh. Nhóm thứ hai là nhóm nội sinh, tức là từ bản thân bệnh lý trong người của bệnh nhân, thì cái nhóm này được chia tiếp thành phụ thuộc hay là không phụ thuộc ACTH. Thì cái nhóm phụ thuộc ACTH chiếm 80%. Thì phân loại này dựa chính vào cái nguyên nhân là tại tuyến thượng thận hay là trước tuyến thượng thận. Trong cái nhóm mà phụ thuộc ACTH này là người ta được chia tiếp tùy thuộc vào cái vị trí mà tiết ACTH là cái bệnh cơ sinh thực sự là chiếm đa số, chiếm 85%, hay là một cái u thần kinh nội tiết mà tiết ACTH lạc chỗ, thì nhóm này nhóm thiểu số. Thì nếu như mà không được điều trị chính xác thì cái hội chứng cơ sinh hay là cái bệnh cơ sinh hoặc là cái u lạc chỗ mà tiết ACTH thì làm bệnh nhân tăng cái tình trạng bệnh tật và nguy cơ tử vong. Bệnh nhân thường là tiên lượng tử vong cao trong thời gian ngắn, cho nên là yêu cầu ra cần phải chẩn đoán chính xác để điều trị kịp thời. Về mặt chẩn đoán thì kết hợp giữa các yếu tố lâm sàng, xét nghiệm, các cái xét nghiệm chuyên biệt về bên nội tiết, ví dụ như là định lượng cortisol máu, định lượng ACTH, các cái nghiệm pháp ức chế sử dụng dexamethasone, kích thích sử dụng ACTH, thì lần lượt mình sẽ đi qua trả lời những cái câu hỏi. Nhất là bệnh nhân có hội chứng cơ sinh, nếu mà hội chứng cơ sinh thì là nội sinh hay ngoại sinh. Khi mà nghi ngờ hội chứng cơ sinh nội sinh thì mình trả lời tiếp câu hỏi là cái bệnh nhân đó có phụ thuộc ACTH hay không. Khi mà nghi ngờ hội chứng cơ sinh nội sinh và phụ thuộc ACTH thì tiếp theo bác sĩ nội tiết sẽ sử dụng các phương tiện hình ảnh để định vị cái vị trí mà u tiết ACTH bằng cộng hưởng từ, bằng chụp các lớp vi tính hoặc là bằng chụp các lớp xạ trị, các lớp bức xạ. Thì trả lời câu hỏi thứ ba là bệnh nhân có bệnh cơ sinh hay là một cái u thần kinh nội tiết mà tiết ACTH lạc chỗ. Khi mà nghi ngờ hội chứng cơ sinh nội sinh và phụ thuộc ACTH thì bắt buộc phải chụp một cái MRI, một cái cộng hưởng từ, thì và đặc biệt là phải bắt buộc và trong cái protocol chụp tuyến yên là phải có kỹ thuật động học tuyến yên để phát hiện và tìm những cái tổn thương u kích thước nhỏ và tiết ACTH. Khi mà cộng hưởng từ tuyến yên mà âm tính thì bác sĩ nội tiết người ta có thể chỉ định thêm một cái C toàn thân hoặc là một cái PET CT toàn thân để tìm định vị những cái u thần kinh nội tiết mà tiết ACTH. Ví dụ những cái trường hợp này là một cái trường hợp mà u tuyến ức di căn đa ổ và có tiết ACTH thì tạo cái hình ảnh là tăng sản tuyến thượng thận hai bên. Thì sau đó bệnh nhân được chụp một cái PET CT toàn thân có sử dụng cái chất đồng vị phóng xạ đặc hiệu cho tế bào thần kinh nội tiết thì cũng ủng hộ cái chẩn đoán. Thì cái đồng vị phóng xạ mà đặc hiệu cho tế bào thần kinh nội tiết được sử dụng ở đây là cái chất gallium 68 Lutetium, thì cũng mới được đưa vào sử dụng tại bệnh viện Chợ Rẫy gần đây. Thì câu hỏi số 3, câu hỏi mang tính quyết định để điều trị cho bệnh nhân bị bệnh cơ sinh, tức là u tuyến yên, hay là bệnh nhân có một cái u ở vị trí khác ngoài tuyến yên mà gây cái hội chứng tiết ACTH lạc chỗ. Thì mình khi mà kết hợp sử dụng các cái yếu tố lâm sàng cũng như xét nghiệm thì chỉ giúp gợi ý từ 50 đến 70% là bệnh phân biệt giữa hai cái nhóm này, kết hợp thêm cái MRI thì cái độ nhạy và độ hiệu của cộng hưởng từ chỉ đâu đó khoảng 60 đến 80%. Thì ngoài ra những cái u tình cơ phát hiện trên cộng hưởng từ tuyến yên thì có thể lên đến 20%, và những cái u nhỏ thì mình không biết dưới 60 mm, đặc biệt những cái u dưới 60 mm thì không biết cái u này thực sự là u có chức năng hay không, là thiếu một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán phân biệt giữa hai cái nhóm bệnh này. Thì đó chính là vai trò của lấy máu tuyến thượng thận, lấy máu tuyến yên hay là lấy máu xoang đá dưới.
thì về nguyên lý là sẽ lấy cái mẫu máu giữa cái vùng trung tâm hay là tuyến yên mà để mình so sánh đo đạt cái mức độ chênh lệch của CTH. Thì tất nhiên là bản chất những cái tĩnh mạch tuyến yên nó rất là nhỏ thì mình sẽ không chọn lọc vào được những cái tĩnh mạch này, bắt buộc mình phải chọn lọc vào những cái tĩnh mạch dẫn lưu trực tiếp từ tuyến yên. Thì ở đây là người ta sẽ chọn lựa cái tĩnh mạch xoang đá dưới. Thì hiện tại thì lấy máu xoang đá dưới vẫn là tiêu chuẩn vàng để xác định nguồn gốc tiết ACTH là từ tuyến yên hay là lạc chỗ. Thì về chỉ định là tất cả những trường hợp hội chứng kết sinh, nội sinh phụ thuộc ACTH mà cộng hướng từ tuyến yên là cho kết quả âm tính, kết quả không rõ ràng, hoặc là những cái u nhỏ mà kích thước dưới 6mm, hoặc là có cái sự bất tương hợp giữa hình học và xét nghiệm. Thì mình có hai trường hợp. Thứ nhất là nghiệm pháp ức chế sử dụng DESA liều cao mà có tình trạng ức chế cortisol máu trên 5% nhưng kết quả MRI âm tính, hoặc là nghiệm pháp ức chế DESA liều cao có tình trạng không ức chế hoặc là ức chế tiết nhưng mà dưới 5% mà MRI tuyến yên lại có kết quả là u tuyến yên. Thì bằng các cái nghiên cứu phân tích gộp thì người ta thấy là độ nhạy và độ lực hiệu của cái nghiệm pháp IBS có thể lên tới khoảng 100%. Thì đây là cái vị trí của cái nghiệm pháp IBS trong cái lược đồ chẩn đoán hội chứng kết sinh của những cái hiệp hội nội tiết. Thì quy trình thủ thuật là sau khi mà tiến hành giải thích cho bệnh nhân và thân nhân thì bác sĩ can thiệp sẽ đặt sheet vào tĩnh mạch đùi hai bên, thì sử dụng những cái ống thông được tạo hình phù hợp chọn lọc vào cái tĩnh mạch cánh trong xoang đá dưới hai bên, và sau đó tiến hành chụp mạch hoặc là chụp xoá nền để đánh giá một cách tổng quát giải phẫu vùng xoang hang, xoang đá dưới, các cái biến thể dẫn lưu thông nối cũng như là roadmap khi cần để mà chọn lọc vi ống thông khi cần. Thì về mặt giải phẫu theo các tác giả Siêu và Cộng Sự thì chia tĩnh mạch xoang tĩnh mạch đá dưới và xoang hang làm 4 tiếp, trong đó tiếp 1 là tiếp kinh điển. Thì tĩnh mạch xoang tĩnh mạch đá dưới sẽ nhận máu từ xoang hang và dẫn lưu về tĩnh mạch cánh trong. Thì trong cái đường dẫn lưu về tĩnh mạch cánh trong thì có thể nhận thêm nguồn cấp máu từ các cái nhánh tĩnh mạch lồi cầu. Thì tùy theo cái vị trí kích thước, tùy theo cái vị trí nhận các cái dẫn lưu này mà tiếp 1 hay tiếp 2. Hai cái tiếp này thì chiếm đâu đó khoảng 70%, còn cái tiếp 3 và tiếp 4 dễ gây cái cạm bẫy trong quá trình mình thực hiện thủ thuật, là cái tiếp mà không có phải tồn tại một cái xoang duy nhất mà tồn tại một cái dạng đám rối của tĩnh mạch xoang đá dưới và hoặc là cái xoang đá dưới nó thiểu sản hoặc là nó không có đổ về tĩnh mạch cánh trong. Không những là phụ thuộc vào các yếu tố giải phẫu mà cái quá trình mà dẫn lưu tĩnh mạch dẫn lưu máu từ xoang hang về xoang đá dưới và tĩnh mạch cánh trong còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như là tư thế bệnh nhân, nghiệm pháp Vanceva, hoặc là khi mà mình sử dụng các cái thủ thuật hoặc là KAT mà mình làm bít lòng dòng chảy. Thì sau khi mình chọn lọc và mình chụp mạch thì ở đây là một trường hợp tiếp 1 ở bên phải và tiếp 2 bên trái. Nếu mà chụp tĩnh mạch mình không rõ được cái hệ thống dẫn lưu tĩnh mạch xoang hang và xoang dưới thì mình có thể kết hợp chụp chụp từ động mạch hệ động mạch cảnh và đánh giá trên thị tĩnh mạch. Thì ca này là một trường hợp là thiểu sản hoặc là bất sản tĩnh xoang tĩnh mạch đá dưới hai bên. Thì sau khi mình chọn lọc đặt cái ống thông vào vị trí phù hợp thì có thể tiến hành lấy máu. Trong trường hợp mà cái vị trí ống thông mình nhận thấy nó không có phù hợp thì có thể là tiến hành chọn lọc thêm vi ống thông qua cái vị trí hợp lưu các cái tĩnh mạch lồi cầu hoặc là tiếp cận gần xoang hang hoặc là vào xoang hang và chụp một lần nữa, chụp kiểm tra và cố định vị trí vi ống thông và lấy máu. Thì cái quy trình lấy máu thì mình sẽ lấy máu hai bên và ngoại biên cùng lúc, thì có thể lặp lại nhiều lần tùy thuộc vào có sử dụng các cái chất kích thích như là demoxin hay là ACTH hay không. Thì sau khi mình chọn lọc micro vi ống thông vào vị trí xoang hang thì chụp kiểm tra để đánh giá coi cái vị trí vi ống thông có phù hợp. Ví dụ như ở trường hợp này thì chọn lọc qua cái vị trí lỗ đổ của cái tĩnh mạch lồi cầu chậm trước. Thì các cái ảnh giả dẫn đến sai lệch kết quả của cái nghiệm pháp, thứ nhất là liên quan tới yếu tố giải phẫu như là tiếp 3, tiếp 4, tức là thiểu sản hoặc là bất sản hoặc là tồn tại cái dạng đám rối. Tiếp 2 thì mẫu máu nó bị pha loãng bởi các cái tĩnh mạch lồi cầu mà mình không có chọn lọc đủ sâu, hoặc là chọn lọc vào sai vị trí. Các yếu tố giải phẫu như là cái kích thước của KAT hoặc là kích thước vi ống thông nó quá to thì dẫn tới bít lòng của các cái tĩnh mạch, thì dòng máu nó có thể chính vì vậy nó đổi hướng dòng chảy, hoặc là chọn lọc quá sâu quá nông vào nhầm các cái nhánh hợp lưu của xoang tĩnh mạch đá dưới. Thì sau khi mình lấy máu thì về mặt kết quả thì cái tỷ số quan trọng nhất của cái nghiệm pháp là chỉ số ACTH giữa xoang tĩnh mạch đá dưới và vùng ngoại biên. Khi mà cái tỷ số này lớn 2 thì là dương tính, hoặc là lớn 3 khi mà sử dụng các cái chất kích thích. Một các cái chỉ số phụ, thứ nhất là chỉ số prolactin, thì cái chỉ số này khi mà lớn 1.8 thì chứng tỏ là cái vị trí mình đặt ống thông hoặc là vi ống thông phù hợp.
Nếu mà tỷ số này dưới 1.8 thì ngược lại cái tỷ số ACTH sẽ được điều chỉnh theo dựa theo cái tỷ số này. Cái chỉ số phụ thứ hai là chỉ số định vị U, giữa bên cao và bên thấp. Khi mà cái tỷ số này lớn hơn 1.4 thì cái U nó sẽ nghiêng về bên cao, và khi mà cái tỷ số này dưới 1.4 thì cái U nó sẽ nằm đường giữa, nó sẽ nằm gần đường giữa. Thì cái độ chính, tuy nhiên là cái độ chính xác của cái chỉ số này thì nó phụ thuộc nhiều vào các yếu tố kỹ thuật cũng như tay nghề của bác sĩ can thiệp. Về tính an toàn thì nghiệm pháp lấy máu xoang đá dưới là một thủ thuật tương đối an toàn. Biến chứng thần kinh thường gặp nhất thì chỉ là cái tụ máu ở vùng chọc giò dưới 5%. Các cái biến chứng thần kinh được ghi nhận y văn là đâu đó khoảng 0,2%, và thường là các cái triệu chứng thần kinh nhẹ. Biến chứng thần kinh mà có ý nghĩa thì rất là hiếm, liên quan tới các cái nguy cơ như là miro dính thành, hoặc là trong quá trình bơm thì vô tình bơm huyết khối vào các cái nhánh nhỏ, thao tác thô bạo, hoặc là các cái bất thường giải phẫu tự nhiên của bệnh nhân. Thì em xin minh họa một ca là bệnh nhân nữ 32 tuổi nhập viện vì hạ cali máu nặng. Thì bệnh nhân có một cái kiểu hình kết sinh, thì tiền sử tăng huyết áp 1 năm và đái tháo đường 6 tháng. Thì bằng các cái bước chẩn đoán bước 1, bước 2, bước 3 thì người ta gợi ý ca này là một cái trường hợp hội chứng kết sinh nội sinh phụ thuộc ACTH và nghi ngờ bệnh lý kết sinh. Thì hình ảnh cộng hướng từ nghi ngờ có một cái u kích thước nhỏ, nhưng mà kích thước này dưới 60 mm thì sẽ không có điển hình ở trên cộng hướng từ, cho nên bệnh nhân được chỉ định làm IBS. Thì sau khi chọn lọc vi ống thông vào xoang tĩnh mạch đá dưới thì nhận thấy là cái vị trí đặt ống thông là thông qua các cái vị trí hợp lưu với các cái tĩnh mạch lồi cầu chẩm, thì chúng tôi quyết định lấy máu. Thì kết quả phân tích ra là cái tỷ số ACTH giữa xoang đá dưới bên trái so với là ngoại biên cao lớn 2, và thì chứng tỏ cái nghiệm pháp này là dương tính, và cái tỷ số giữa bên trái so với bên phải là lớn 1.4 thì gợi ý cái u lập bên trái, lệch về bên trái thì phù hợp với lại cái hình ảnh cộng hướng từ. Thì sau đó bệnh nhân được chỉ định mổ lấy u qua xoang bướm, thì kết quả nhỏ bệnh là phù hợp một cái u, sau đó thì bệnh nhân lâm sàng, bệnh nhân ổn định. Thì kết luận hội chứng kết sinh, đặc biệt hội chứng kết sinh mà phụ thuộc nội sinh phụ thuộc ACTH và bệnh lý kết sinh là một nhóm bệnh không thường gặp trên lâm sàng, tuy nhiên là biểu hiện phong phú đa dạng, tiên lượng bệnh lực cũng như tử vong cao nếu không được điều trị. Thì cần phải phân biệt chính xác giữa hai cái nhóm bệnh lý kết sinh và một cái u thần kinh nội tiết mà gây cái hội chứng tiết ACTH lạc chỗ. Thì tới thời điểm hiện tại, nghiệm pháp lấy máu xoang đá dưới vẫn là tiêu chuẩn vàng để phân biệt hai nhóm bệnh lý này với độ nhạy và độ hiệu cao. Kỹ thuật thì không quá phức tạp, tuy nhiên là tiềm ẩn nhiều cái cạm bẫy trong quá trình làm thủ thuật, thì yêu cầu cái nhà bác sĩ can thiệp, đặc biệt bác sĩ can thiệp thần kinh là phải hiểu rõ giải phẫu, các biến thể cũng như là cần có kinh nghiệm để nhận biết được cái quá trình mà thay đổi cái dòng chảy trong quá trình làm thủ thuật, chụp hình trước, trong và sau mỗi lần lấy mẫu, cũng như là có thể kết hợp thêm cái nghiệm pháp test sử dụng các cái chất kích thích, và làm một cái thủ thuật tương đối an toàn, ít nguy cơ biến chứng. Tóm lại, thành công chẩn đoán và điều trị thành công cái bệnh lý kết sinh trong cái nhóm hội chứng kết sinh nội sinh phụ thuộc ACTH thì cần phối hợp đa chuyên khoa giữa các bác sĩ nội tiết, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, nhà can thiệp và bác sĩ ngoại thần kinh. Dạ, và trình bày của em đây là hết. Xin chân thành cảm ơn thầy cô. Xin cảm ơn bài báo cáo của thạc sĩ Lê Nhật Minh đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy. Báo cáo với hội nghị thì chúng ta đã lố giờ 10 phút rồi đó, cho nên ba báo cáo viên lại xin tuân thủ đúng giờ quy định ha. Một cái bài báo cáo tiếp theo.